OCOP là chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, là giải pháp nhiệm vụ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong thời gian qua, huyện Hòa Vang đã tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn đầu tư phát triển các sản phẩm lợi thế. Sau gần 5 năm hoạt động, với sự hỗ trợ thường xuyên của các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, đến cuối năm 2020, Hợp tác xã Nấm Nhân Phước, xã Hòa Nhân được công nhận là sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn 3 sao. Sau khi đạt chuẩn, để sản phẩm vươn xa trên thị trường, Hợp tác xã sẽ đầu tư thêm cơ sở vật chất, máy móc thiết bị để chế biến nấm linh chi đạt tiêu chuẩn HACCP ISO 22000. Để mà nâng về cái hoàn sâu cũng như mà làm cho người tiêu dùng có thể tin tưởng về sản phẩm hơn thì chúng ta cũng cần phải đầu tư thêm về cái thiết bị máy móc, cơ sở hạ tầng đạt theo cái tiêu chuẩn HACCP ISO 22000 để mà được cái sản phẩm được nâng cái hoàn sâu cũng như là tiếp được cách người tiêu dùng tin tưởng để sử dụng lựa chọn sản phẩm nhiều hơn. Huyện Hòa Vang có nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản với nhiều sản phẩm đặc trưng. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện đã ban hành đề án thực hiện theo các nhóm sản phẩm chủ lực. Đến cuối năm 2020, thành phố đã công nhận huyện Hòa Vang có 6 sản phẩm đạt OCOP từ 3 cho đến 4 sao. Từ kết quả này, năm 2021, huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục rà soát, xác định chủ thể tham gia chương trình để có phương án hỗ trợ, trong đó ưu tiên các cơ sở có đủ năng lực về vốn, kinh nghiệm để phát triển sản phẩm đặc trưng có lợi thế. Cơ quan chuyên môn của Phòng Nông nghiệp thì cùng hợp với Ủy ban nhân các xã thì tư vấn cho các hộ có cái tiềm năng về vấn đề sản phẩm, thì vừa vấn đề lập hồ sơ cũng như quy trình sản xuất cũng như một số các cái, nếu như những cái hộ mà có cái quy trình sản xuất về máy móc trong thiết bị thì cũng có tư vấn để cho hộ gia đình cùng với chính quyền địa phương cũng như là Phòng Nông nghiệp sẽ có cái hỗ trợ nhất định trong năm 2021 tới đây. Thời gian qua, các sản phẩm OCOP đã và đang góp phần tạo diện mạo mới trong phát triển kinh tế ở Hòa Vang. Vì vậy, thời gian đến, huyện sẽ không ngừng tuyên truyền, hỗ trợ nhằm hình thành nhiều sản phẩm OCOP để gia tăng giá trị các sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.